bên Sacomreal bất động sản đập nhà người ta mà chưa đền bù, bị người dân đập loạn quá trời, công an đứng đó mà không xử lý gì. Anh tin là công an đúng mày ơi. Riêng mấy cái vụ này anh thấy hoài rồi. Hồi nhỏ nói thiệt với mày, lúc mà anh tuổi 14, 15 ra giang hồ á, anh gặp mấy vụ đó anh cực kỳ bức xúc, đúng không? Nhưng mà qua thâm niên của anh là nay anh 33 tuổi, anh tồn tại trong giang hồ 18 năm, thì anh thấy là đa phần là những cái vụ này là công an nó đúng không à. Tại vì sao? Đơn giản là ông cố nội công an cũng không dám làm sai vụ này nữa. Thằng công an nó có làm sai nó làm lén, đố ông cố nội nó dám đứng trước dân mà nó làm sai nghe. Nó làm sai kiểu đó là nhà nó không đủ lon để lột đâu. Nói thiệt cho em luôn á. Mà cũng thằng Sacomreal là gì? Là một công ty bất động sản cũng rất là lớn, đúng không? Nói về luật pháp thì thôi, nó là ông cố nội người ta rồi, đằng sau lưng nó là cố vấn luật sư một nồi. Mà em nghĩ coi, trên đời này có bao giờ cái chén kiểu nó chọi chén sành không? Không bao giờ có chuyện đó, đúng không? Mặc dù cái sự việc của em á thì anh chưa có nắm, anh cũng chưa có biết, nhưng mà nghe cái cách em nói đó thì anh phải 80% anh đưa ra phán đoán là dân sai chắc rồi, dân sai chắc đó. Còn 20% còn lại thì điều tra xác minh và làm rõ nghe. Nhưng mà mấy cái bài này đối với anh thấy lâu rồi. Ngày xưa nói thiệt với em á, hồi lúc mà anh mới ra giang hồ, câu nói hoài ta, 15 tuổi chở gái đi chơi, lộn hơi quá mày, 18 tuổi chở gái đi chơi, đi ngang văn phòng quốc hội miền Nam, nằm ở đâu mà biết không? Nằm ở trên đường gì quên, Hoàng Văn Thụ. Gặp mấy dân đâu Kiên Giang, An Giang lên, nó treo băng rôn, nó biểu tình quá trời, nó ngồi đó. Nó ngồi ngày này thấy nó, mà ngày sau thấy nó, năm sau thấy nó, làm như nó lấy tiền nó đi biểu tình hay sao mày, nghề nó luôn rồi. Gặp mặt nó hoài à. Nó bức xúc cho em. Trái tim nhiệt huyết của một thanh niên tuổi trẻ. Cái gì? Đứng bên công lý, cảm thấy xã hội này bị chà đạp bất công khi người dân bị chính quyền lạm quyền, cướp đất này nọ các kiểu. Tha tháng. Lúc đó anh mới tìm tới những trang phản động và anh sắp nữa bị kết nạp cho Việt Tân luôn mấy em. Trời đất ơi, má nó lợi dụng lý tưởng yêu nước của anh. Nói gì Nguyễn ơi, cho mày lá đơn mà điền cho ông tao cái. Lá đơn gì? Xong cái lá đơn gì? Việt Tân, Việt Nam cách gì? Việt Nam canh tân cách mạng đảng. Quá gì đấu tranh lật đổ chính quyền, đấu tranh lật đổ đảng cộng sản mang lại lợi ích cho người dân. Nói ủa vậy tao hỏi mày, mày lật đổ chính quyền xong ai lãnh đạo? Nó tao lãnh đạo, tao làng nào? Xong mà cái nó đưa anh lên cái lên Google kiếm chết mẹ anh luôn, thấy nó đâu hết. Hên anh là công nghệ thông tin, anh không bị vụ cú đó. Chứ không mà anh là dân đen dốt là cái như dính liền. Ông mới dính như ông Dương Văn Thả giờ là 12 năm đó mấy em. Lên Google tìm ông mày nữa nè. À, xong mà cái sau quá trình 15, 16 năm anh đi đâu cũng thấy, Võ Thị Sáu cũng thấy nữa. Mà nó biểu tình bạn biết nó biểu ở đâu không? Nó không bao giờ nó lại nó biểu tình ở quận Bình Tân đâu. Mày nói lại nó toàn lãnh sự quán nó biểu tình không à. Biểu tình xong rồi xa xa có mấy thằng núp gốc cây chụp hình. Chụp hình xong rồi giờ wifi lợi hại lắm em. Nó gửi lên đài RFA liền luôn. Mấy thằng Chân Như rồi mấy nhỏ gì ái gì bên đó đó, sắp bị đuổi hết rồi. Đó, nó gửi lên bển kiếm đô la, xong rồi nó chuyển Western Union về, đúng không bạn? Nên vậy bao giờ công an vô nhà khám phản động cũng lòi toàn đô la không à. Dân phản động nó không xài tiền Việt đâu bạn, nói thiệt bạn luôn á. Bạn nghĩ coi, nó đấu tranh hết năm này qua năm nọ mà nó không chết đói, đâu mà lợi hại vậy? Trong khi anh làm sắp mặt anh ra, trời đất ơi, hôm qua tính toán mẹ tiền lương chi gần cái tỷ bạc, gọi là teo giái luôn chứ bộ giỡn hả? Bởi ta nói có làm mới có ăn, không ai cái gì không dưng ai dễ mang phần tới cho nó. Trời đất ơi, giờ anh hết FV chứ mấy cái màn đó rồi mấy anh, mấy cái màn mà cướp đất cướp này cướp kia, xin lỗi bạn, dân nó cướp trước bạn. Ở dưới quê anh nó cái sân banh của xã nghe. Trời đất ơi, sân banh mà thật như gì mà dân mà đói chết mẹ luôn, ai đâu đá banh mấy em. Mà thấy sân banh của xã buổi ban ngày chăn bò, buổi tối đá banh chưa? Quê thằng nào có like coi. Ở Sài Gòn chứ tôi không biết đâu. Sân banh của xã anh hả, là ban ngày bò ăn, buổi chiều đá banh. Xong rồi mấy anh dân ở đó không biết đâu nữa, không biết dân ở đâu luôn, tao không biết phải dân của xã hay không nữa. Nó lại dựng cái chòi, xong nó rào bức giường, xong nó chơi chiến thuật mà tầm ăn dâu mấy em. Nhà nước im cái nó dựng luôn. Xong rồi cái bữa sau nó xây, nó mua bê tông nó xây luôn, nó xây thành cái nhà nhỏ như cầu tiêu vậy đó. Mà nói chung ở dưới quê mà tình làng nghĩa xóm,
thấy giờ nhà nước nghỉ không mẹ, cái sân banh nó bỏ con chó nào đá đâu, thôi kệ để cho dân mình mà nó ở, nó có chỗ ở, nó an cư, nó mới lạc nghiệp. Rồi xong rồi tới một lúc nào đó cái xã anh tổ chức đăng cai, mấy em đăng cai cái gì, đăng cai cái gì đá banh gì của tỉnh á, không biết nữa. Xong phải làm lại cho sân banh nó khang trang, xong phải dựng hàng rào, cắt cỏ này nọ kia, không cho chăn bò đó nữa, bò để chỗ khác ở mày. Rồi xong rồi cái nhà nó nằm ở trong sân banh luôn rồi. Rồi bây giờ vận động giải tỏa thôi, giờ chú cho coi gì, gì chính quyền cho bác cái mượn tôi nha, cái miếng đất ở gần gần ủy ban đó, ở cái nhà ở đỡ đỡ đi, giờ ủi cái nhà này để đá banh bộ mặt của xã này nọ kia đó. Ồ, nó phản đối, nó như cướp đất của nó vậy đó mấy em ơi, nó làm ghê lắm, mà Chí Phèo phải kêu đó là sư phụ luôn á. Trời ơi, nó cầm rựa, nó chửi rửa thanh thiên bật, nó cầm chém thằng nào đi chém chết mẹ thằng đó. Có đọc lên quay clip luôn mà anh. Dân miền Tây mà bạn máu lắm, cầm cái rựa mà kêu cái rựa cho bạn biết, dao cho chặt cỏ, dao chặt cỏ cho cây á, thằng nào mà tới đây lấy đất của tao chém chết mẹ thằng đó, đụng vào đất của nó nào vậy mày. Bà nghe anh kể cái câu chuyện không? Trời được coi, từ cái sân banh nó ngồi nó chiếm, nó lợi dụng tình thương của chính quyền, xong rồi tầm ăn dâu giờ chiếm ăn đất của nó luôn, kêu đưa sổ ra có sổ đâu, mà nó làm như đúng rồi á. Xong rồi cái mấy phản động lợi dụng mày, rồi dùng chính quyền đàn áp mày, mày nổi dậy luôn đi, mày làm diễn cho sâu vô tao quay phim, xong tao chụp hình đâu mới đăng lên một cái một ra cao quỷ liên nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nói trời ơi Việt Nam đàn áp nhân quyền, Việt Nam chà đạp nhân quyền, sống dưới chế độ xã hội thua gì, sống dưới chế độ cộng sản thua con chó nữa. Xong rồi mấy thằng mà gọi làm trong nhân quyền nó rảnh háng mà, nó đâu có chuyện chuyện gì làm đâu, nó soi vô nước người ta, nó làm như đúng rồi, nó vận động dân biểu dân cử, rồi nào là đưa Việt Nam vô nhóm những nước gọi là gì gì quên người ta, những nước gì có vấn đề về tôn giáo rồi này nọ kia, làm cho bộ trưởng bộ ngoại giao mình với mấy nội thứ trưởng đi qua giải thích chết mẹ luôn. Trời đất ơi, ăn mà giải thích không em đó, cái bài này cũ rồi chơi chiêu mới đi, trời ơi. Mà được cái bài này nó còn lợi hại mấy em, xã hội bây giờ công nghệ nó nổi tiếng lên á, là nó đăng lên Facebook, mà nó đăng lên Facebook mấy anh trẻ trâu vô chém trước tính sau, đúng không? Cái màn mà gọi là chửi á, là cái màn mà luôn thu hút dư luận trước. Cóc cần biết mà chữ đúng hay chữ sai, miễn mày có chửi cho đã, còn cái lời hay với đẹp lời khen chuyện thường chuyện nhỏ. Mấy em cứ coi video trên Facebook đi, cái video nào mà mang cái chiều hướng tiêu cực, mà video đó mang cái tính chửi á, nó chọc lên cái sự chửi của người dân á, video đó share, comment và view rất nhiều, tại bọn phản động nó nhiệt tình trong vụ đó lắm đó. Xong nó kích động những thành phần mà gọi là kém hiểu biết á đó, kích động vô comment share là mà đó mấy em nghe. Nên mấy cái chuyện mà đất cát giờ đổi danh hết FE rồi, không có thằng chính quyền nào mà nó điên máu đến mức mà cái nhà người ta đúng mà nó vô nó ủi, không bao giờ có chuyện đó, đúng không em? Không bao giờ có cái chuyện đó hết, anh bảo đảm luôn nè, nhà tao ngon ủi gì, bảo đảm ủi anh không chống, anh đâm đơn kiện thôi cho anh không chống nè, nhà anh nè nó, nhà anh ngon lành bự nè, ủi luôn 8 tầng bê tông cốt thép xịn luôn, này chắc đặt bom mới sập phải chứ ủi không nổi đâu. Không ai làm chuyện đó em, trong khi người chính quyền người ta khuyến khích người dân, đúng không, xây dựng nếp sống văn thôi nông thôn mới, đúng không, xã hội phải tiến bộ, đúng không, nông thôn phải phát triển hiện đại gia quá, cơ giới quá, nông nghiệp, trời đất ơi, khuyến khích tụi mày cộn hết nữa, ở đó ủi nhà tụi mày làm gì, ủi nhà tụi mày cho chúng nó chửi hả? Nó chửi rồi, nó chửi thằng ủi, nó chửi luôn bà con thằng ủi nữa. Ai mà làm chuyện đó, mấy em dùng cái não tụi em suy nghĩ đi nha, dùng cái não tụi em suy nghĩ đi, đừng có để cho mấy thằng mà trẻ trâu, thứ nhất nó nghèo đổi hơn mình, thứ hai nó thất học hơn mình, và thứ ba là nó cái chiều hướng nó ác nhiều hơn mình, để nó lái mình, để nó nhồi sọ mình nha. Ví dụ giờ anh Duy Nguyễn nó đơn giản lắm, muốn nhồi sọ anh Duy Nguyễn phải giỏi hơn anh Duy Nguyễn rồi đó, hãy nhồi sọ. Mà cái sự giỏi nó thể hiện qua cái gì? Thứ nhất là vị thế xã hội, thứ hai lời ăn tiếng nói, và thứ ba là gia đình, và thứ bốn là tiền. Chứ không phải cái màn mà ăn rồi thủ dâm tinh thần Facebook, viết bài đúng hay luôn, ở nhà vợ nó không dám ở chung nữa, nó bỏ về nhà mẹ nó ở luôn, con không dám nhìn cha luôn, bạn bè xa lánh luôn. Đúng rồi, bạn bè xa lánh luôn đó, có chứ không có đâu. Em có mấy bạn về giờ em bị đâu nói cứ chuyện. Nhìn nó đi chứ sao nữa, tao nói mẹ không nghe thôi kệ mẹ mày luôn, chứ vợ mẹ tao chơi với mày, an ninh tới kiếm mày lôi ra tao à, tao đâu, tao mất đi làm mà, tao đâu có rảnh đâu, tao ngồi tao chầu an ninh mày,
đúng không? Thôi mấy em ơi, anh biết anh nói hay rồi, tụi em đừng có like nhiều quá, anh xỉu nghe. Nên mấy cái chuyện này anh thấy hoài à. Trời ơi, nó hoài à. Thế thiệt cái nhà anh là dân đen thôi, nhà anh là dân đen thôi, nhưng mà nói thiệt với em á, nhà của anh đi ra ngoài xã Tường Đa, Châu Thành, Bến Tre làm hồ sơ này nọ chưa bao giờ mà cán bộ ngoài đó nói một câu nào mà hổn với nhà anh đó. Ta dạ thưa không à, đàng hoàng lắm tụi mày ơi, đúng không? Chứ phải ví dụ nhà anh có tiền không nói, nhà anh có thế không nói. Ngày xưa anh lên Sài Gòn học đại học sinh tạm trú tạm vắng với quản nghĩa vụ quân sự, đi đâu rồi đó hoài vậy, ra hỏi thăm trời ơi Di dạo này khỏe không cô đó, đúng không em? Chừng nào đó mẹ mà kêu Di về đây xin nha, cái đó là gọi là cửa quyền, cái đó gọi là cái gì, không tôn trọng dân. Nhưng mà xin thưa thực tế nhà anh chưa bao giờ có. Mà nói chứ nhà anh ngày xưa anh nói rồi, đời ông ngoại anh là theo Việt Nam Cộng Hòa nữa, nếu mà nói về tri lý lịch là không đối xử tệ nữa thôi á. Còn đây ta cũng đàng hoàng với mình, có gì đâu, anh ăn học con nào ém bồ anh đâu, anh muốn thi trường nào anh thi à, anh muốn học anh học, anh muốn nghỉ nghỉ à, thí dụ như nghỉ học anh vi phạm thì kỷ luật giống như mấy thằng khác thôi, đúng không? Nhưng mà còn cái vụ mà vô an ninh vô công an là không thể, tại vì quy định rõ ràng rồi, ông mà đời ba người mà vô ngụy là khỏi có công an ninh vậy đó, đúng không? Còn tại sao tôi phải thiết cha về đường không đi, phải đâm đầu vô bộ đội làm công an, bộ đội làm an ninh, trong khi cái luật ghi rõ ràng vậy rồi, tụi mày nói là cái gì, không bình đẳng. Mà bình đẳng thì bình chứ, mà phải an ninh quốc gia chứ. Bình đẳng cái kiểu đó thì mày vô mày quậy mẹ cái nhà nước rồi, thì mấy người dân vô tội người ta sao đây, mệt quá. Rồi còn bây giờ mình nói chuyện ở dưới quê tình nghĩa đúng không, giờ Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn thì đương nhiên cái sự mà tình nghĩa nó không có được như ở dưới quê. Tại vì sao? Tại Sài Gòn dân nó đông quá, đúng không? Người ta không có rảnh để người ta ngồi ta hỏi thăm thằng Duy là thằng nào, nên mà ta chỉ làm tròn trách nhiệm bổn phận của người ta thôi, đúng không? Vô cái nộp số đi, ngồi đợi kêu tên đó, ngồi đợi kêu tên thì nó sẽ xảy ra tình trạng vậy. Người ta không được tình cảm lắm nhưng thôi chấp nhận nghe. Còn có những người người ta hơi nóng chút xíu người ta la, mà người ta nóng không phải là không có nguyên nhân, người ta áp lực mày mà vô mà làm tiếp dân coi. Trời đất ơi, ngồi có một chỗ từ sáng tới chiều dân nó ồ vô à. Mà chưa kể có mấy cái này mới điên nè. Ví dụ nộp đơn, con đã đơn với sai tới sai lui, sửa sai hoài đó, mà nhây nữa thì nhiều khi người ta nóng. Đó là giữa cái không nói giữa chính quyền với dân, chính quyền là người thôi nha, nhưng mà giữa người với người ta nóng một chút xíu, người ta đang la thằng đó mà chọt cái mặt vô la luôn mày. Cái này là có đó, làm bằng giấy tờ hiểu chuyện cái mấy đó nhờ làm giấy giùm chứ sao nữa. Ví dụ như mình cảm giác như mình không biết làm đơn, mình không biết cái thủ tục hành chính thì bỏ mẹ 100.000 ra đi, nhờ cái thằng nào ngồi đó làm giùm, rồi nó đem vô nó nộp giùm luôn, ai chửi tới mày đó. Sống là phải biết người ta như thế nào, đặt mình vô hoàn cảnh người ta, ai cũng muốn thúc đẩy công chuyện hết. Mày cũng là thằng dân, thằng khác là thằng dân, mắc gì lo cho mày nhiều mà không lo cho mày khác, khác nó chửi cũng vậy nghe. Rồi lên chính quyền đi ba, còn ngoài giờ làm nó khác, ngoài giờ làm mày tán vô mặt nó cũng không nói tiếng nào, cùng lắm nó nói ai mày vẫn đau mày này thôi, hiểu không? Còn công giờ làm nó khác. À, thí dụ giờ mấy thằng công an đi, mày trong giờ làm mày tới mày gặp nó, mày nhờ làm đơn làm từ, rồi sau giờ làm mà đủ đi tập tạ mày bao nó 1 tháng coi, khác liền, đúng không? Đó là tình nghĩa con người với nhau. Còn trong giờ làm ổng người ta đang đảm nhận một cái trách nhiệm, người ta không thể nào mà giỡn với tụi mày được hết á. Còn bao nhiêu người khác ta đang chờ, đúng không? Còn phải rì bọt báo cáo cấp trên, là chạy thi đua tùm lum kiểu hết, lên chức lên lon này nữa chứ. Ai cũng muốn thăng tiến thôi, bản thân tụi mày giàu thì người ta làm trong khối công an nên người ta cũng muốn thăng tiến, chứ không lẽ làm 10 năm cũng cứ còn lính quèn hoài mày. Mệt quá, uống cái mấy em. Em ở Sài Gòn mà lên công an quận làm việc thấy cán bộ nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, giữ xe miễn phí. Rồi còn nữa nè, sẵn nói vụ công an quận nói cho tụi bay nghe luôn, đúng không? Ở người ở đời á, ai cũng có nhu cầu đẹp, ai cũng muốn nhu cầu giàu. Động nhà tụi bay xây tụi bay cũng muốn đẹp vậy, muốn bự vậy có không, đúng không? Thì cơ quan nhà nước người ta xây bự chút xíu, xây đẹp chút xíu, xài mấy chục năm tụi bay lôi ra tụi bay chửi, ông mà thấy nhảm lông không mấy em? Thấy không? Cái đó là cái bộ mặt của nông thôn, cái bộ mặt văn hóa, cái bộ mặt của mình, đúng không? Cái bộ mặt của xã mình, của quỹ ban mình,
mình phải có cái bộ mặt đó khi mình họp trung ương mình mới xin tiền nhiều được để xây cho quê hương, đúng không? Anh nghĩ cái đó lý do đó hoàn toàn chính đáng. Tự nhiên mẹ người ta xây cái gì cái trung tâm hành chính của thành phố, người ta mới xây thì đương nhiên kiến trúc nó đẹp, đúng không? Xây kiến trúc nó đẹp, nó đẻ, nó bự này nọ, người ta lo cho chuyện 10 năm, 20 năm sau. Chứ mấy ông nội tối ngày thấy người ta chụp cái hình lên bự quá chửi. Trời đất ơi, tiền thế của dân này nọ, ABC dẹp bài ca con cá đó đi ngang. Nha mấy ông nội, mấy ông nội xây nhà, mấy ông cũng muốn xây nhà bự thôi. Thì người ta xây cơ quan, người ta muốn xây cơ quan bự thôi. Nhưng mà cái vấn đề á, là người ta xây người ta ở lâu không? Đúng không? Nhiều khi chủ tịch người ta làm hết nhiệm kỳ, người ta về hưu mất tiêu rồi. Đó. Tụi em cứ nhìn cái những cái tiêu cực mà đưa ra cái não trạng mình nó phân tích vấn đề không có đúng, đúng không? Làm như tối ngày ao tô nhà nước sai. Nghe, đừng có những cái thói hẹp hò nhỏ như vậy. Nói thiệt với mày, tao khi tao lên phường tao thấy trời đất, cái bàn cái ghế cũ xì mà giờ mình không để mình sao giờ cũng để hỏi anh đổi cái bàn đi. Đổi đâu có được em, đồ trong đó đổi là phải có này một cái bàn thôi, phải có sổ sách giấy tờ, đúng không? Đâu phải muốn đổi thằng nào mà chả muốn ngồi trên bàn đẹp để làm việc. Nói thiệt với em vô cơ sở công quyền coi, mẹ nó thua xa lắc cái chỗ mà hả ngồi mà cái công ty bình thường thôi. Cái bàn của ông Lễ Tân nó đẹp hơn nhiều, đúng không? Bây giờ khỏi nói chi xa, công ty anh công ty cùi bắp thôi. Cái quầy Lễ Tân của ông BBT đó, bà thấy ông chơi kiếm cường lực này nọ kia ngon lành không? Acrylic nằm ở dưới, đúng không? Nhìn đẹp không? Còn đi ra quận coi cái bàn gỗ thường thôi à, nhìn nó xấu, chụp hình selfie không có đẹp. Nó thắng là như vậy. Mà trong khi cái bộ máy công quyền là cái bộ mặt của quê hương, của đất nước, của địa phương nữa, đúng không? Nhìn vô đó nó thể hiện một cái sự tự hào đất nước mình ngày càng đổi mới phát triển, đúng không? Người ta mới có rì hoặc cao tinh thần để người ta phấn đấu, người ta cống hiến cho đất nước. Tụi bay ích kỷ gì mà phải thôi, đúng không? Còn cái cổng chào, đúng không? Cái cổng chào là đại diện cho một cái ấp, đúng không? Một cái xã, một cái quê hương. Vậy ngày xưa bên Pháp nó xây Khải Hoàn Môn, sao tụi bay không chửi, đúng không? Bây giờ người ta xây cái cổng chào, mà cổng chào là tiền của ai? Tiền của mấy thằng thương gia thôi, chứ không phải tiền ngân sách nha. Ngân sách của bèo bọt thôi à, tiền của mấy thằng thương gia giống như tao, dân Bến Tre, đúng chưa? Mày mốt cầu Rạch Miễu, giờ anh thấy cầu Rạch Miễu đứng đó chưa? Hoành tráng, anh chi ra 10 tỷ xây cổng chào cầu Rạch Miễu đó, tiền của anh nha, đúng không? Anh xây ra để anh làm rạng mặt quê hương của anh. Ở cái mấy thằng trẻ trâu nó không hiểu, nó tưởng nó tiền của ngân sách, nó lôi ra nó chửi nữa. Ăn mà ao tôi chửi miết à trời. Mình chửi, mình phải chửi cho đúng. Còn mình chửi mà chửi cho tầm bậy là mình chửi ngu. Vậy thôi. Còn cái chuyện nào là chuyện đó, ông xây cái trung tâm hành chính cho nó bự vô, ông tham nhũng với nhà thầu, cái đó là truy. Nha. Chuyện gì ra chuyện đó mấy.